Sáng nay tại Hà Nội, Ban đại diện nhân dân làng Bát Tràng phối hợp với Trung tâm Tinh hoa làng nghề Việt tổ chức tọa đàm Bảo tàng sinh thái làng cổ Bát Tràng, những cơ hội của tương lai. Tham dự tọa đàm có các chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật, bảo tàng, lãnh đạo các sở ban ngành của thành phố Hà Nội, đại diện 19 dòng họ và các nghệ nhân làng Bát Tràng. Phát biểu tại tọa đàm Bảo tàng sinh thái làng cổ Bát Tràng, cơ hội tương lai, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trang, trưởng phòng di sản văn hóa phi vật thể, Cục Di sản văn hóa khẳng định, Bát Tràng hội tụ đủ điều kiện để triển khai mô hình bảo tàng sinh thái. Trong mô hình này, cộng đồng cư dân làng Bát Tràng với tư cách là chủ thể văn hóa, chủ sở hữu di sản văn hóa và cũng là chủ sở hữu tổ chức và vận hành bảo tàng sinh thái làng cổ Bát Tràng. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cho rằng một trong những giải pháp cần quan tâm là luật di sản sẽ được điều chỉnh thế nào để xây dựng bảo tàng sinh thái ở nước ta. Ngoài ra, cũng cần tư duy kết nối, có sự đồng thuận của chính quyền, các nhà quản lý, các doanh nghiệp, cộng đồng làng. Xét ở chiêu kích lớn hơn, thì việc thiết lập bảo tàng sinh thái làng cổ Bát Tràng sẽ đáp ứng yêu cầu của cả cộng đồng và chính quyền đối với việc bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa và tài nguyên sinh thái cùng toàn bộ đời sống cộng đồng cư dân địa phương hướng tới phát triển cộng đồng và phát triển bền vững. Chuyển sang một số thông tin về văn hóa nghệ thuật. Chiều ngày 11 tháng 5 tại không gian hội quán Phúc Kiến, Hà Nội, Ủy ban nhân dân phường Hàng Bồ phối hợp với các đơn vị cá nhân tổ chức trưng bày giới thiệu phố nghề Đông Nam Dược Lạn Ông. Đây là sự kiện chào mừng ngày giải phóng thủ đô và hướng đến kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh y Hải Thượng Lãn Ông. Đây là những hình ảnh tư liệu quý về lịch sử phố nghề Đông Nam Dược Lạn Ông xưa, khiến công chúng không khỏi bùi ngùi xúc động về một con phố nghề đã từng hưng thịnh sầm uất cách đây hơn 100 năm. Bên cạnh đó là những hoạt động tái hiện khác như giới thiệu sách của Hải Thượng Y Tôn hay một số dụng cụ phương tiện dùng để bào chế thuốc Đông Nam Dược như thuyền tán thuốc, dao bào thuốc, chảo sao thuốc, cùng với sự tham gia của các gian hàng giới thiệu sản phẩm dược liệu, các bài thuốc quý, trình diễn bắt mạch, tư vấn sức khỏe cho nhân dân. Trước đó, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã triển khai dự án trùng tu và chỉnh trang phố Lạn Ông để bảo tồn và phát huy giá trị của phố nghề truyền thống Đông Nam Dược. Mục tiêu của dự án là bảo tồn, khôi phục không gian kiến trúc, không gian nghề y dược truyền thống trên phố Lạn Ông để mang lại cái nhìn toàn cảnh về lịch sử văn hóa của con phố này. Nghề thuốc đông y ở phố Lạn Ông không chỉ nổi tiếng với các kỹ thuật nghề, các phương pháp điều trị đa dạng mà giá trị của nghề còn được thể hiện qua các y huấn mà những bậc tiền nhân để lại như Hải Thượng Lạn Ông với tư tưởng nhân văn, sống vì mọi người. Với mong muốn quảng bá âm nhạc độc đáo và tinh tế từ lục địa châu Âu, cũng như những tài năng nghệ thuật đương đại của Việt Nam, qua đó thể hiện sự kết nối văn hóa châu Âu-Việt Nam bằng nghệ thuật múa ba lê. Nhân dịp Ngày châu Âu ở Việt Nam, vở ba lê Gió do Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam đã được đầu tư dàn dựng và ra mắt khán giả Hà Nội. Vở diễn đã mang đến những dấu ấn nghệ thuật đặc sắc, để lại nhiều ấn tượng đậm nét trong lòng đông đảo công chúng yêu nghệ thuật. Vở ballet Gió do nhà sản xuất Hương Na Trần làm tổng đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Phan Lương và nghệ sĩ Vũ Ngọc Khải biên đạo, là tổng hòa của âm nhạc cổ điển châu Âu và những sắc thái muôn màu của văn hóa Việt Nam thể hiện qua ngôn ngữ ballet đương đại. Vở ballet Gió đồng thời mở ra cảm thức về chuyển động, tính linh hoạt, những nét tươi mới, sự hội tụ. Đây là những giá trị cốt lõi của Liên minh châu Âu. Vở ballet Gió thể hiện sự kết nối văn hóa giữa châu Âu và Việt Nam, vượt ra ngoài khuôn khổ nội dung hợp tác viện trợ thương mại hay chính trị để cùng hướng tới bản chất của vẻ đẹp nghệ thuật. Âm nhạc được sử dụng trong Gió là tác phẩm bốn mùa kinh điển của nhà soạn nhạc người Italia Antonio Vivaldi, trong phiên bản được chuyển soạn bởi nhà soạn nhạc đương đại Mark Richter. Xuyên suốt bốn màn diễn, một thế giới âm thanh đa dạng của các hiện tượng tự nhiên và cuộc sống con người được khắc họa sinh động. Ở đó, mỗi bước nhảy, mỗi chuyển động trên sân khấu đều là biểu hiện của tâm hồn, của những trải nghiệm cảm xúc trong bản giao hưởng của cuộc sống. Gió ở đây cũng có thể hiểu là một cái làn gió mang đến cái sự tinh khiết và cũng có lúc là mạnh mẽ, cũng có lúc dịu dàng, giống như là cái mối quan hệ giữa các quốc gia trong quá trình phát triển kinh tế và giao lưu về văn hóa. Đồng thời, chữ gió chúng tôi cũng cách điệu, đó chính là cái chất liệu giấy gió rất là Việt Nam. Lần này tụi mình mới quyết định là vẫn là tre, vẫn là cái gần gũi đối với người Việt. Thì đấy lại là cái nơm, nhưng cái hình thức ở cái nơm nó không còn là cái nơm thuần túy là giữ gà, giữ cá, mà cái nơm nó được biến thể ở một định dạng khác rất là nhiều. Thì nó không còn là cái câu chuyện rõ ràng mà chúng ta đã từng biết trong múa ba lê, mà nó sẽ là một cái không gian, một cái sợi chỉ liền mạch từ cái nơm xuất hiện, từ giây đầu tiên của vở đến kết thúc của vở. Khán giả sẽ được lắng nghe âm nhạc và những cái hình ảnh dựa trên sân khấu do diễn viên thực hiện, nó sẽ gợi nhớ cho chính người xem ở những cái góc độ khác nhau.
Màn trình diễn gió với sự tổng hòa của âm thanh, ánh sáng, trang phục biểu diễn cùng những vũ đạo sinh động cuốn hút của nghệ thuật ballet đương đại đã trở thành cầu nối của các giá trị văn hóa Việt Nam và châu Âu, đồng thời đã đem đến cho khán giả Việt một món ăn tinh thần mang đậm tính nghệ thuật.